Rồi cô sẽ quay video đọc mẫu hội thoại cho các con nha. Cô sẽ đọc rất là chậm. Con xem nhiều lần và đọc theo. I've got an email from Jim. Jim is our cousin in Australia. He's a jackaroo. What's a jackaroo? Jackaroos work on sheep farms. Rồi. Cái chữ này mình đọc là I've got email Jim. Con chu miệng lên đọc phát âm cho chuẩn nha. Jim. Our cousin cousin Australia Jackaroo. Jackaroo. Chỗ nào có sờ các con nhớ đọc hết ra nha. Như này. Đấy. Jackaroos. Được chưa? Chỗ này cũng có âm đuôi này. Jackaroos. Sheep. Các con nhớ uốn lưỡi nhu miệng lên. Sheep. Palms. Yeah. Picture 2. It's a great job. He gets up early every morning. He rides a horse and he looks after the sheep. Rồi. Chỗ này các con nhớ đọc âm sờ đây này. It's a. Mình nói hôm qua mình đọc là it's a. Great job. Job. Gets up. Mình nói hôm qua. À, gets up. Early. Early. Every. Từ này nhiều bạn đọc sai lắm nhá. Every morning. Rise. Rise. Horse. See that. Horse. Looks after. Các con có thể đọc nối âm qua. Looks after. Looks. Mà mình có thể đọc looks after. Nói nhanh. Looks after. Sheep. Nhớ nhu miệng lên nha. Picture 3. It's dangerous. There are lots of snakes in Australia. Does Jim see a lot of snakes? Yes, he does. Look. Rồi. It's này. Dangerous. Xuống miệng lên. Dangerous. Dangerous. Lots of. Các con có thể nói hôm qua. Lots of snakes. Nhớ gì đấy nha. Snakes. Australia. Có chữ sờ ở giữa này. Australia. Does. Nó đọc âm Z à. Does. Snakes. Chưa? Nhớ nghe. Rồi. Picture 4. Jim is lucky. I want to be a jackaroo. I don't. I want a safe job. Safe job. Okay. Want. Nhớ đọc âm đuôi này, các con hay quên âm Z lắm đấy nha. Is safe job. Rồi bây giờ mình sẽ cô sẽ dẫn qua dịch bài này. I've got ở đây là viết tắt của chữ have. Đúng không? Have. Have got có nghĩa là có. Have got có nghĩa là có. Yeah. Có. Hoặc là mình sẽ nhận là dịch được, tôi vừa mới nhận được, đúng không? Đấy. Như vậy trong trường hợp này chúng ta sẽ dịch là nhận được. Tôi vừa mới nhận được một cái thư điện tử email. Email là thư điện tử từ Jim. Và Jim là anh em họ của chúng tôi. Our là của chúng tôi. Cousin là anh em họ. Đấy. Như vậy Jim là anh em họ của chúng tôi ở Úc. Và anh ấy là một jackaroo. À, vậy thì what's a jackaroo? Jackaroo là gì? Jackaroos là người mà làm việc, work, làm việc ở trên nông trại, mà nông trại chăn nuôi cừu này. Sheep là cừu, thấy chưa? Tiếp theo, it's a great job. Oh, đó là một công việc thật là tuyệt vời. Đấy. Great là tuyệt vời, job là công việc. Get up là thức dậy đúng không? Early là sớm, sớm. Every morning là mỗi buổi sáng. Được chưa? Rise là gì? Rise a horse có nghĩa là cưỡi ngựa. Đấy.
Looks after, mình dịch là chăm sóc, chưa? Chăm sóc cừu. Rồi, dangerous là nguy hiểm, thật là nguy hiểm. There are là có nhiều, có. There are là có. Lots of là nhiều, đúng không? Nhiều. Rắn, đúng không? Ở Úc. The chim see là nhìn này. Chim nhìn hoặc gặp là chim có gặp nhiều nhiều rắn, có nhìn thấy nhiều rắn ở Úc không? Có, anh ấy có, đúng không? Yes, he does. Look là gì? Nhìn kia. Jim thật là may mắn. I want to be là tôi muốn trở thành. I want to be này, cô dạy cấu trúc này rồi này. Tôi muốn trở thành một jackaroo. Còn Max thì nói sao? Không, tôi không muốn, vì tôi muốn một cái công việc mà an toàn, đúng không? Yes. Ok, lớp mình nhớ học bài cho cô nhé.